Chào các bạn và các anh chị đã trở lại với kênh YouTube của mình. Theo như kế hoạch ban đầu thì sẽ mở lại đường bay quốc tế vào ngày 15 tháng 9, tức là ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chiều ngày hôm qua, tức là ngày 14 tháng 9 thì Bộ Giao thông Vận tải cho biết là vẫn chưa chốt được thời điểm chính thức để mở đường bay quốc tế. Cụ thể là kế hoạch ban đầu được công bố Việt Nam sẽ khôi phục đường bay quốc tế tới 6 quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 15 tháng 9. Việt Nam sẽ mở lại các đường bay thương mại quốc tế thường lệ từ Việt Nam đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các đường bay đi Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Lào sẽ được tái khởi động từ ngày 22 tháng 9. Tuy nhiên khá là bất ngờ và hụt hẫng thì chiều ngày 14 tháng 9 thì Bộ Giao thông Vận tải đã họp bàn với các bộ ngành liên quan thống nhất các phương án mở lại đường bay quốc tế tới các điểm tại các quốc gia có kết quả phòng chống dịch tốt và các đường bay có nhu cầu vận chuyển cao. Tuy nhiên thì kết thúc cuộc họp, các bộ ngành vẫn chưa chốt được thời điểm mở cửa chính thức. Đây có thể nói là một thông tin cực kỳ bất ngờ và khá là không vui đối với các anh chị em, các cô chú bên nước ngoài muốn trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình bạn bè sau bao nhiêu ngày tháng đã bị ngăn cách. Hiện nay thì cơ quan y tế đang hoàn thiện các phương án cũng như là quy trình xét nghiệm cách ly y tế đối với các nhóm đối tượng được phép nhập cảnh. Dự kiến thì phương án này sẽ được trình ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào thứ năm tới. Bộ Giao thông Vận tải thì cho biết một trong những vấn đề quan trọng nhất là cần làm rõ các điều kiện để nhập cảnh vào Việt Nam, y tế, cách ly và chi phí nhập cảnh đối với từng đối tượng như nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư và công dân Việt Nam để thông tin rộng rãi đến các nước liên quan cũng như là các người quan tâm có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam. Với chi tiết này mình cũng khá là đồng ý với Bộ Giao thông Vận tải khi mà hiện tại chúng ta vẫn chưa có thông báo về cái quy định cụ thể về y tế cũng như là về việc cách ly cũng như là chi phí cách ly thì chúng ta thực sự rất là nhiều các anh chị em và các cô chú bên nước ngoài muốn biết về những cái điều này. Nhưng tới thời điểm hiện tại, trước đó chúng ta công bố là 15 tháng 9 sẽ mở đường bay, nhưng là từ khoảng thời gian đó chúng ta không nghe bất cứ những cái điều gì về y tế, về cách ly, về những chi phí chúng ta phải chi trả khi mà chúng ta về Việt Nam cách ly cả. Và hầu như những cái điều này chúng ta chỉ có thể biết được khi chúng ta chính thức mở đường bay và chúng ta chính thức mua được những cái tấm vé đầu tiên thì trong đó họ mới thông báo chúng ta biết. Và cái điều này mình cảm thấy là Việt Nam có một sự chuẩn bị thật sự nó không có kỹ càng và chỉnh chu cũng như là kỹ lưỡng để có thể tiếp nhận một cái lượng khách khoảng là 5.000 người về Việt Nam trên một tuần. Vì trong số lượng những người về Việt Nam trong thời điểm này thì có một người có kinh tế họ có thể gọi là dư giả và họ trở về Việt Nam theo con đường này thì họ có thể hoàn toàn không phải lo đến cái việc là chi phí cách ly của họ, nhưng họ vẫn quan tâm đến cái việc là họ cách ly y tế như thế nào để đảm bảo an toàn cho họ và cho những cái người đi cùng họ, cũng như là cách ly như thế nào, cách ly bao lâu và quy trình cách ly đó như thế nào. Mình nghĩ là nên đăng lên trên mạng hoặc là trên những tờ báo lớn để mọi người có thể xem và biết chính xác hơn. Còn đối với phần chi phí thì một số đối tượng như là hết thẻ visa, những cái anh chị, những cô chú, những cái bạn nào ở bên nước ngoài mà làm việc và có một cái đồng lương có thể nói là không được cao ở bên nước ngoài và họ bị kẹt ở bên đó không thể về Việt Nam được, thì cái lần này mở cửa đường bay họ về thì cái vấn đề lớn nhất họ đặt ra đó là phần chi phí. Vì thế chúng ta cần minh bạch hóa cái việc mà chi phí cách ly nó sẽ như thế nào, tốn bao nhiêu, và những người thuộc cái đối tượng khó khăn muốn trở về Việt Nam thì sẽ được nhà nước hỗ trợ như thế nào, và cũng như thủ tục để xin những cái phần hỗ trợ đó ra làm sao, thì chúng ta nên có một sự minh bạch ở những cái khoản này. Với các địa phương, đặc biệt là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện chưa xác định được cụ thể nhu cầu số lượng người nhập cảnh để có thể lên kế hoạch bố trí các khu cách ly cũng như là những cái điều kiện giám sát các chi phí liên quan. Trước đó thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu và hướng dẫn việc kiểm tra theo dõi y tế, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam khi mở lại các đường bay quốc tế thương mại. Đối với khách hàng quốc tế nhập cảnh phải có quy định riêng về phòng chống dịch trong suốt quá trình nhập cảnh, đi lại, làm việc tại Việt Nam. Khi xuất hiện các ca mắc bệnh phải thần tốc truy quét các trường hợp có nguy cơ, khoanh vùng và cách ly thật là gọn, dập dịch triệt để. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để theo lịch trình kiểm soát tốt dịch bệnh trên các chuyến bay, không để sơ suất xảy ra. Lịch bay cụ thể do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét và quyết định. Tất cả những người nhập cảnh tự chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử. Ở nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam làm việc ngắn ngày dưới 14 ngày phải thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.
Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ, Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế xem xét và giải quyết các vấn đề khi mở lại đường bay thương mại quốc tế, bao gồm việc lựa chọn các nhóm đối tượng ưu tiên nhập cảnh, lựa chọn cảng hàng không không tiếp nhận chuyến bay thương mại quốc tế, phương án giải tỏa tại các cảng hàng không, phương án quản lý các trường hợp nhập cảnh, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế phù hợp với các hướng dẫn khác đáp ứng yêu cầu phòng và chống dịch. Từng chuyến bay đều phải có phương án cụ thể chặt chẽ đảm bảo an toàn. Bộ Giao thông Vận tải phải phối hợp với Bộ Ngoại giao từng bước thận trọng tăng tần suất chuyến bay từ các nước ít nguy cơ lây nhiễm để có thể đưa các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động có tay nghề nhập cảnh và cũng như là đón công dân trở về nước. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có phí. Các địa phương trước hết là Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh lân cận ba thành phố trên phải khẩn trương chỉ đạo lựa chọn các cơ sở lưu trú nơi cách ly cho người nhập cảnh có thu phí và đảm bảo cơ số cách ly tối thiểu là 10.000 người và có thể tăng dần trong thời gian tới. Vậy là chúng ta sẽ có một cái phần gọi là sẵn sàng chuẩn bị nơi cách ly ngoài ba cái thành phố lớn mà chúng ta nhập cảnh những người nước ngoài về, và chúng ta có những chuyến bay từ nước ngoài đi và nước ngoài về ở những ba thành phố lớn như là Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Vì trên thực tế thì ba nơi này nếu mà chúng ta không tận dụng thêm những cái nơi lân cận của ba thành phố này thì rất có thể chúng ta sẽ bị quá tải về cái nơi cách ly. Vì thực tại thì với số lượng là khoảng 5.000 người về trong một tuần á, thì chúng ta phải cách ly cũng tầm khoảng 14 ngày đổ lại. Thì nếu mà dòng người cứ dồn về ổn định và đều đều như thế này á, thì sức chứa của ba thành phố này, những nơi cách ly ở đây thì chắc chắn là sẽ bị full, bị đầy và chúng ta không thể nào lưu trú được thêm nhiều người, và chúng ta phải tận dụng thêm những cái tỉnh lân cận của ba thành phố này để chúng ta mở rộng thêm những cái nơi cách ly để đảm bảo là chúng ta đủ chỗ cách ly cho tất cả những người từ nước ngoài trở về. Còn về phía các bộ công an, quốc phòng, ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn kịp thời cũng như là xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm cái việc tổ chức nhập cảnh trái phép và các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. Cái việc nhập cảnh trái phép này lần này thì được bộ công an, bộ quốc phòng cũng như là các ủy ban nhân dân các tỉnh họ xem trọng rất là nhiều, vì cái trường hợp ở Đà Nẵng là chúng ta thấy là nguyên nhân chính của nó gây ra cái tình trạng lây lan phải cách ly nguyên cái Đà Nẵng là do những cái người nhập cảnh trái phép gây ra. Vì thế đây là cái khâu có thể nói là cần phải kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn kịp thời cũng như là xử lý nghiêm những cái trường hợp này nhất để đảm bảo là không có trường hợp nào giống như Đà Nẵng của chúng ta vừa xảy ra. Các bộ ngành, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương tiếp tục đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thủ tục nhanh gọn, gọn gàng, có thời gian cụ thể và đầu mối chịu trách nhiệm cho các chuyên gia, nhà quản lý lao động có tay nghề cao từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Có thể nói trong lần này để chúng ta mở đường bay quốc tế nhằm mục đích là đưa các công dân của Việt Nam ở bên nước ngoài trở về. Tuy nhiên thì cũng có mục đích nữa, đó là giúp khôi phục kinh tế, và để khôi phục kinh tế thì chúng ta cần tạo điều kiện cho các chuyên gia, các nhà đầu tư vào Việt Nam càng nhanh càng tốt. Hiện tại thì cái nhóm người thuộc cái nhóm này, chuyên gia, nhà đầu tư và lao động có tay nghề này nọ thì họ sẽ được làm thủ tục rất là nhanh gọn, nhanh hơn so với những cái nhóm người kia, để có thể giúp họ mau chóng làm việc và thúc đẩy kinh tế chúng ta, kéo lại cái tình trạng kinh tế đang suy sụp trong cái tình hình dịch Covid-19 này. Và video thông tin nhanh này đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị đã quan tâm theo dõi video này. Thật sự đây là một tin không được vui, nhưng cái này thì mình nghĩ là chỉ dời trong khoảng 1 2 ngày nữa thì theo thông tin thì sẽ có những cái văn bản vào ngày ngày mốt thì sẽ có những cái văn bản để cho Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan họ duyệt. Sau đó thì họ sẽ có thể là sẽ cho bay, và mình nghĩ là sẽ đâu đó rơi vào khoảng là 18 tháng 9. Thì mình nghĩ chậm nhất thời gian đó thôi, và mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin trên kênh này. Cảm ơn các bạn, các anh chị đã quan tâm theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và anh chị trong cái video sau.